Và ok, không sao, không sao. Không sao, tao có thu âm lại rồi, để tao gửi cho xem á. Nhiều quả quý vị kiểu như là bị xấu hổ lắm kìa. À, giống lần trước có một lần mình được lên TV. Được lên TV luôn nhé. Thì khi mình lên TV thì các bạn biết là có điều rất là vui đúng không? Kiểu rất là tự hào đúng không? À, không. Không. Tại vì lúc này mình đang ở ngay chỗ bệnh viện Đại học Y Dược. Thì có một đám bạn luôn kiểu cũng kiểu máy quay camera giống vậy này. Nhìn chuyên nghiệp lắm kìa. Xong đến bảo chứ anh ơi, tụi em là nhóm sinh viên của cao đẳng phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em đang làm cái phim tài liệu về những bệnh phụ khoa ở nam giới. Anh có thể cho em hỏi vài câu hỏi đó. Trời được, thoải mái em. Trời thoải mái rồi sao em? À, dạ anh có bị viêm bao quy đầu không? Ờ không, không, không có, không. Ồ hay quá anh ơi. Ờ nếu anh không bị viêm bao quy đầu đúng không ạ? Anh có thể anh nhìn thẳng camera nói bị viêm bao quy đầu giúp em được không? Một lần thôi. Cái gì? Tôi không bị bao quy đầu, tôi nói. Nhưng mà không anh. Cái này là kiểu cái nó bài kiểm tra của tụi em thôi. Cái bài kiểm tra cuối kỳ á, cô giao tụi em mà sáng như tụi em kiếm hoài luôn. Kiếm không ra được người nào bị viêm bao quy đầu mà đẹp trai như thế. Cho nên là anh đang giúp tụi em nhé. Thì tất nhiên mình giúp, ok, mình cũng thực dạng là mình cũng hào phóng mà, đâu gì đâu. Đó, mình xin mình đang. Ok, thì nói chung là mình đến mình nhìn thẳng là ok, giờ anh sẽ nói gì đây. Xong bạn nói ok, giờ anh hãy nhìn thẳng camera. Xong anh cười một cái. Xong anh nói tên của anh, nói tuổi của anh và anh nói anh bị bệnh gì. Và các bạn tưởng tượng camera kia nhá. Mình là Nguyễn Xuân Huy, 21 tuổi. Mình bị bệnh viêm bao quy đầu. Và ok rồi, từ chơi mấy em xong chưa, xong chưa? Ờ xong rồi, xong rồi, thẳng hai cái. Nhưng mà đừng có up lên trên Facebook gì nhá, đừng chỉnh sửa gì lung tung nhá. Ờ ok, hứa nó up lên Facebook, nó up lên HTV9 luôn. Lên HTV9 luôn. HTV9 mà các bạn biết là cái giới trẻ của mình, các bạn có coi HTV9 không? Không, đâu coi là cái gì, đúng không? Bà cô mình coi là bà này bà nhiều chuyện để kể nghe. Bà này bà nhiều chuyện lắm, bà coi xong bà chụp lại cái màn hình màn hình TV á. Xong bà up lên trên cái Facebook của bà. Nó như thế này: Nguyễn Thị Hoa đang cảm thấy buồn cười cùng Huy Nguyễn và 135 người khác tại trà sữa cô Hoa. Trong đó là cái hình của mình á, nhìn trời đẹp. Hình á là tươi cười đẹp. Nguyễn Xuân Huy 21 tuổi, bệnh nhân viêm bao quy đầu. Trong cái mỗi lần mà nó chuẩn bị nó trôi đi, bà chấm cái, bà chấm cái, bà chấm cái, bà chấm cái. Ai cần ship trà sữa nói mình nha, chấm cái, chấm cái, chấm cái. Buồn, buồn. Lên TV chuyện gì đâu á. Xong những cái buồn là gì, về mình nói chuyện má mình. Mình chia sẻ má mình. Mình bảo, ủa má giờ, vì giờ ông bị vậy sao má. Xong nói, ôi giời ơi, chẳng sao được con ơi. Mấy cái chuyện bận thì chuyện bình thường. Ba mày cũng bị. Mà thằng này rồi, phim bao quy đầu nó cũng được lên TV hay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.